Tôi nghe nói là vì vị này ngon. Bản thân tôi cũng thích strawberry nữa thì nghĩ là cái vị này nó ngon, chứ các bạn đừng có nghi ngờ giới tính của tôi nha. Thì tay như thế này nè mấy bạn, người ta sẽ lắc rượu lên trước. Nani? Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang đến những địa điểm ăn đặc sắc cho các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn đồ ăn Hàn Quốc nha. Cương có mặt tại nhà hàng Ma Chan Dun, số 49 Cao Triều Phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nào, chúng ta cùng bước vào và xem nhà hàng này có gì đặc sắc nha. Follow me. Rồi hôm nay mình có rượu soju vị strawberry. Tôi nghe nói là vì vị này ngon. Bản thân tôi cũng thích strawberry nữa thì nghĩ là cái vị này nó ngon, chứ các bạn đừng có nghi ngờ giới tính của tôi nha. Rồi, đối với người Hàn Quốc á thì người ta sẽ có cái style như thế này nè mấy bạn, người ta sẽ lắc rượu lên trước. Ta lắc rượu lên trước, sau đó người ta dùng cái này nè, người ta đập cái bóp vô vậy nó kiểu cái rắc vậy đó là ok ha. Lúc mà tôi ở xứ lạnh á, tôi cực kỳ mê những món nướng và rượu. Trời ơi ngon, rất là ngon các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ thử tới súp sườn bò ha mấy bạn. Để nấu được sườn bò ngon á, các bạn phải hầm ở nhiệt độ thấp trong thời gian cũng khá là lâu á. Theo Cương nghĩ là cũng phải 3-4 tiếng á, nó mới mềm được. Thì cứ nghĩ là cái thời gian mà các bạn ở đây hấp cũng vậy thôi. Muối và dầu mè đó mình chấm vô trong đây ha. Ăn thử quá, wow, mềm quá, vẫn giữ được cái hương vị bò mấy bạn. Nước dùng nữa mình thử coi. Rồi món này hấp dẫn quá mấy bạn ơi. Này mà ở dưới thời tiết lạnh ha, mà hấp một miếng súp nóng, uống một ly soju như thế này thì còn gì bằng nữa. Vị rất là thanh. Cương rất là thích địa vị này. Không hổ danh là một nhà hàng tại Hàn Quốc rất là nổi tiếng và có hơn 100 chi nhánh mấy bạn. Cương nghe nói là cái chi nhánh đầu tiên đó là được mở ở Daegu đó. Rồi về đây người ta mở được 3 chi nhánh rồi. Một cái là chi nhánh quận 7 là Cương đang ngồi ở đây. Một cái là chi nhánh ở quận nhất ở đường Tôn Thất Tùng. Và một cái nữa là ở Sa Lộ Hà Nội là quận 2 Thảo Điền á. Nhà hàng Cương rất là thích. Mỗi lần mà ăn thèm thịt nướng Hàn Quốc là Cương toàn tới đây không. Cương có đi nhiều nhà hàng là của cả bên Cẩm Vàng á, nhà hàng thịt nướng Gogi. Nhưng mà cái Cương không thích là kim chi của họ bày ra rất là sơ sài và giống như họ làm cho có và họ mua, chứ không phải họ tự làm như là ở đây. Ở đây là từng loại kim chi là mình có thể thấy ở đây là họ tự làm hết mấy bạn. Ở bên trong kim chi này nè, nó có một cái loại mắm giống như mắm một con tép cực kỳ nhỏ các bạn. Nó có cái loại mắm đó ha, cho nên hương vị nó cực kỳ đặc biệt so với nhiều loại kim chi khác. Tại một số nhà hàng mà không phải là chủ là từ người Hàn Quốc đó, nó không có đúng vị. Kim chi ngon vô cùng, loại nào cũng ngon và mỗi cái mỗi vị khác nhau các bạn. Cương sẽ thử tới món súp đậu tương gầu bò. Gầu bò là phần thịt bò mà nó có mỡ các bạn. Nhắc tới đậu tương á, đậu tương lên men á thì mình hay tưởng tượng tới bên ẩm thực Nhật của Cương á, là nó có súp miso ha.
Còn cái này là súp đậu tương của Hàn Quốc và gầu bò. Nghe nói là súp này là một trong những loại súp truyền thống của Hàn Quốc luôn. Trong này nó cũng có đậu hũ nữa nè, nó khá giống với loại súp miso. Tuy nhiên nó có một số loại nấm như nấm kim châm nữa nè. Và đi kèm chung với một chén cơm. Thì cơm này là cơm thường pha với lại gạo huyết rồng nữa mấy bạn. Đó, nó sẽ ra cái màu mà tím tím như thế này nè, nhìn rất là ngon. Cái gạo huyết rồng nó cũng cân bằng sắc tố cho các bạn nữa, nó tốt cho sức khỏe. Khi mà các bạn ăn những cái đồ thịt nướng á, là nó có nhiều mỡ và lượng axit amin cao á, thì các bạn ăn cái loại cơm này nè, nó sẽ cân bằng lại, để mà khi mà các bạn ăn á, cái dễ tiêu hóa hơn. Cơm nóng perfect. Súp này đang nóng nè. Ừ, ngon quá. Ngon. Ôi, bắt cơm dễ sợ luôn. Hàng chi người ta cho chén cơm. Ôi, ăn này no rồi, ngồi không biết sao ăn thịt nữa. Ở đây á, sướng một cái á, là mình được các chị ở đây nướng giùm luôn ha. Và nhiệt độ cho cái miếng bò này á, là 260 độ. Miếng heo là 220 độ nha. Và mình nướng nhanh hai mặt, để cho mà tránh cái phần ở giữa nó bị khô đi. Đó. Ở đây thì mình không cần phải lo chuyện đó, tại vì mấy chị ở đây là rất là chuyên nghiệp trong công việc này. Tới rồi. Để tôi ăn giùm các bạn miếng nha. Mình thích nhất là cái vụ này nè. Cái thịt bò á mấy bạn, mình rất là thích nướng đơn giản chung với muối thôi. Sau đó mình sẽ ăn chung với wasabi và caper. Còn ở nhà hàng Hàn Quốc này thì cũng khá là tương tự, chỉ khác cái là cái nước sốt thôi mấy bạn. Wow, quá ngon. Chị nướng perfect. Dầu mè với muối là mình nghĩ là sẽ phù hợp hơn với sốt này á. Hương vị dầu mè nó tạo cảm giác thăng hoa cùng với lại wasabi. Ở giữa rất là mềm. Cương giới thiệu với các bạn một cái gọi là món sô mệt. Món uống sô mệt ha. Trước hết là người ta sẽ sử dụng hai cái ly này các bạn, để mà người ta đánh dấu ngay cái khúc này là mình chỉ đổ cái phần rượu lên tới cái mức này thôi nha. Sau đó mình cho vào ly này. Tiếp theo mình sẽ sử dụng 1/3 cái lượng bia trong cái lon bia này thôi ha. Và tiếp tục mình dùng cái chiếc đũa còn lại mình đánh mạnh vô. Đánh bang này luôn cho nó lên bọt rồi mấy bạn. Ui. Rồi. Sau đó mình sẽ uống hết cái phần này, gọi là sô mệt nha mấy bạn. Nó thích thú cái chỗ là nó lên phần bọt đó mấy bạn. Uống nó cảm giác là cái ly bia nó không có nặng như bình thường nữa, mà mình có thể uống được rất là dễ dàng cái ly bia này. Rồi, cái miếng thịt heo này các bạn thì để mà nó ngon hơn thì thông thường giống như là các bạn làm bếp vậy đó. Các bạn làm bếp thì thường là một miếng dày như vậy, các bạn sẽ xia hai mặt ha. Thì ở đây người ta cũng làm y chang như vậy, ở nhiệt độ 220 độ C. Và sau đó người ta sẽ cắt thẳng ra và nướng nhanh như vậy, rồi sau đó dùng liền luôn. Đối với ba rọi heo á thì người ta có câu nói là you can't go wrong with the pork belly. Có nghĩa là cái món pork belly làm cái gì cũng ngon các bạn. Món pork belly này là ẩm thực Nhật của Cương á, là Cương cũng có làm mì ramen. Bếp Việt bếp Hoa thì mình cũng làm thịt heo quay. Đó, cũng slow cook xong rồi mình roast lên để cho cái mặt da nó giòn lên ha. Còn đối với ẩm thực Hàn Quốc thì ở đây thì mình thấy là người ta sử dụng món này cho món nướng luôn. Nướng tới đâu nó rướm mỡ tới đó mà. Nó chảy mỡ ra. Ồ. Quá hấp dẫn. Và thường thường á là sốt người ta sẽ sử dụng sốt sam chanh, còn gọi là sốt tương đậu. Cảm giác nó rất là thơm các bạn. Cộng thêm bây giờ nướng thêm miếng tỏi nữa. Mình nướng thêm miếng tỏi đó các bạn. Trời ơi, nó thơm thì thôi, tỏi mà các bạn phi lên
thời mà Cương còn nhỏ mà mỗi lúc mà hồi nhỏ Cương biến ăn lắm. Chứ giờ thì nói biến ăn không ai tin. Cái món tỏi này nè, hồi nhỏ khi mà tới giờ ăn thường mẹ Cương hay là những cái người mà nấu ăn ở nhà Cương, người ta phi tỏi lên thơm cái là tự động từ trên lầu chạy xuống dưới rồi nó cực kỳ thơm. Tỏi là một cái mà nó kích thích vị giác vô cùng khủng khiếp. Và người Hàn Quốc cực kỳ thích tỏi, đúng không chị? Dạ đúng rồi. Đó. Thì đứng là lúc nào luôn luôn là ăn kèm với ngày tỏi. Đồng thời tỏi là vị thuốc mấy bạn. Nó chống oxy hóa cái cơ thể của mình á, nó làm cho mình sẽ lâu già hơn, trẻ lâu hơn các bạn. Đó, Cương năm nay là 33 tuổi, vì ăn tỏi nhiều nên Cương nhìn mới có 32 tuổi rưỡi thôi. Wow, hấp dẫn quá. Cái này là kim chi trắng nướng lên. Kim chi trắng nướng lên. Ồ, nhớ nha mấy bạn, có kim chi trắng nướng lên bỏ chung với thịt. Lại ba loại heo ha, các bạn cuốn. Thì Cương thích cuốn vậy nè. À, mình có bỏ kim chi vô luôn ha chị ha. Kim chi. Xà lách, hành trộn rồi này nọ, các bạn bỏ vô mỗi thứ một chút thôi nha. Một miếng tỏi, đúng rồi, tương lai tỏi mà. Có một cái vấn đề này nè mấy bạn, tôi hay sai lầm đó là tôi ăn xong rồi tôi mới uống rượu soju. Nhưng mà hôm nay tôi một cách có tôi được giải ngố là vậy đó bạn. Ta nói tôi là phải uống rượu soju trước. Tôi thấy nó đầy vị hơn các bạn. Wow. Cái rượu này là nó cực kỳ hỗ trợ cho cái món nướng này luôn. Rồi tôi biết tại sao mà nhà hàng này mở hơn 100 chi nhánh này các bạn. Tại vì á, không phải là món ăn ngon không, mà con người làm ở đây nè, người ta rất là hiểu về món ăn này. Các bạn đi ăn ngon như thế nào thì nhớ cho Cương biết nha. Để lại phần comment bên dưới. Rồi, ok. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.